Rồi chào các bạn. Các bạn, hôm nay tới nhà anh Tú mình làm món cháo rắn ri vôi. Anh em làm xương xương nhà anh Tú nha. Bữa nay mà tụi em khử con rắn của anh nha anh Khanh. Ừ. Lâu quá. Để lâu nó héo. Mà là xong đang sắc hành với tỏi. Em đâm nhiều quá đâu có. Đây là rắn nha các bạn. Rắn này rắn ri vôi. Anh Tú mới dằn xương nó xong. Hồi mình khử. Đây là nồi cháo. Cháo mình nấu cháo trắng. Rồi chào Ngọc. Ngọc đang làm tiêu. Đây là mình lấy mỡ rắn mình phi rắn luôn nha các bạn. Thì tận dụng hết sức luôn. Tận dụng những thứ có sẵn. Rồi bắt chảo lên đúng rồi. Rồi các bạn á xong. Xong ơi. Chào các bạn. Ở đây mình nấu cháo rắn ri vôi. Đây ở nhà anh Tú. Hôm nay trời đương mưa lâm râm đó các bạn. Mưa này bạn cháo rắn là không còn gì để bằng. Cháo rắn rất ngon các bạn. Đúng bài luôn ha anh Giỏi. Đúng bài luôn. Thì mưa lạnh lạnh mà húp miếng cháo rắn vô là tuyệt vời. Rồi ăn nó phi gạo đậu tỏi rồi. Rồi ăn. Khỏi luôn hả là lấy luôn. Đó bóng cạnh. Mở rắn luôn. Bắt đầu mở các bạn. Mở rắn này cũng ngon như rắn ngon lành nha. Thơm má ơi. Thơm ghê em Tú. Để tỏi vô. Nhìn thơm với cái trời. Nó nở ra gì luôn. Gì? Nó nở ra gì nhiều vậy? Bung lên ra. Bung mở lên. Mỡ rắn, xương rắn. Rồi được rồi anh Tú ơi. Thơm mới ghê trời. Thơm quá. Hết sảy con bà bảy nha các bạn. Đó, ổ rắn vô. Này anh em quay quần sớm lại người tay chân làm cho nó nhanh. Giờ này cũng 8 giờ rồi. Cháo hồi nãy là mình nấu trước. Thơm. Quá thơm. Chúng đưa ra đấy nồi nhắc giùm anh coi. Nhà anh Tú đang cất đó, rồi không có thiếu tùm lum nha. Lấy cái bọc hay cái bao mì gì cũng được. Mà xong, đây sắc hành. Rồi xong cũng lật đứt tay này xong. Rồi cái tướng sắc hành ghê xong. Tướng này sắc nhìn quá đẹp luôn, nhiều mẫu. Đường nó như muỗng. Bỏ vô đi, cho nó Khác nha, đầy đủ khác nha. Cục em ơi. Kéo. Đây nêm. Lấy ớt vào xào. Dưa, để gì chéo. Bỏ mình lên chéo bạn ơi. Ăn mày đấy ơi. Nhiều rồi, vẫn nó đã ngọt sẵn rồi, mình không cần có bỏ đồ nhiều quá. Thơm lắm, thơm mà cháo gì lắm ngon các bạn. Cái gì rồi á, thịt chỉ lắm thịt. Bóc cái mùa này thấy nó bụng còn cào đó bạn ơi. Mình thấy không nói bụng quét này nghe mùi đó bụng trời. Nghe mùi còn cào này. Tại vì kiểu giờ ăn bỏ vô đây luôn ha, giờ bỏ vô miếng. Cho tí nước mắm nha các bạn. Chút nó đây, chút nó đây. Ok con tê tê, hết sỉ con bà Bảy. Mà cháo này lỏng không mà đặt không nha, đặt thêm nước nha. Thêm nước chứ. Lấy nước thêm nước cho thêm nước thêm nước. Cháo phải dừng té thôi được. Rồi. Để quay cận cảnh cho bạn thấy nè. Ôi ố màn hình luôn rồi. Tại mình cháo đang bốc hơi á. Muối nè. Còn nước lấy nước nào thôi, dặm thêm nước thôi cay ra, xả nó cay ra, nhúc cái ống nó ra. Đó, bạn thấy chưa? À. Khói lên nó vô cái ống kính lên nó mờ các bạn. Cái cánh cửa vô nữa. Nó không sôi vậy? Từ từ. Mưa tới anh Tu. Thì miếng nước nó giờ nè là nó cháo hơi bị đặc. Lỏng lỏng mới ngon. Cái này lỏng lỏng húp nó tót mồ hôi. Người kia cháo là ăn giải cảm luôn các bạn. Vài ly rượu đế nè ha. Quận xịn luôn phải không? Cái này học được cái câu của Lúa không? Anh Giỏi về đây chơi một đợt vài tuần rồi về đây chơi với nhóm. Về đây qua nhà Lúa nằm dạ luôn các bạn. Qua đây là có gì là ăn đó, không còn ngại gì nữa. Anh Giỏi vui tính các bạn. Ngại là không đói. Ngu không ngại. Bây giờ anh em mình có gì mình làm đó. Ăn gì mới là tình thương mến thương của người miền Tây mình. Sôi lên cái đó là cái này mau gấp kỹ vậy anh Tú? Cái đó là cái cháo sôi đổ qua được. Nên mình làm vậy nè, mình để đường bột ngọt mình nêm vô luôn các bạn. Nó thấm luôn, cho thấm miếng thịt vắn luôn. Thấm vô đó đó. Bỏ muối vô cháo rồi chưa? Lát nè. Để vắn rồi mình nêm luôn ha. Mình nêm sơ lại rồi tại nó nãy có đem ướp rồi. Đó. Trời mưa mà buổi tối mà ăn cháo rồi thôi rồi. Còn gì bằng nữa. Cùng cái chiến hữu mới ghê chứ. Đó, nó săn lời đó các bạn. Đây. Và xong vừa sắc hành. Các bạn. Buổi tối không đủ ánh sáng nó hơi mờ các bạn thông cảm nha. Nở chưa anh Giỏi? Cháo nở rồi. Cháo nở rồi nhưng mà đợi nó sâu lên cho nó mình cỏ gắn qua là mình hầm một xíu là vừa ăn được các bạn. Đây đây nó lại đây nó sôi cái này. Bây giờ mới để nước. Cái cửa đâu? Cái cửa quyền hội mình đâu rồi? Kìa ông này đó kìa. Không ốp đâu, bà chồng hồn. Ngồi đại với cái mang luôn đi. Cân. Sáng thằng nào nấy gãi rít dữ à. Cái đó xi măng hả? Đít ai nhọn ngồi hồi là nó chai lại luôn. Lắm trong ơi. Có chừng đinh đó nha. Nó làm được kìa. Đây là cái cửa quyền thoại của nhóm nha các bạn. Không chỉ để ngang, không chỉ để ngang. Hạ thấp xuống. Lên luôn, lên luôn. Hạ xuống, hạ xuống. Rồi rồi rồi, tiếp xong rồi. Đây là cái cửa quyền thoại của nhóm nha các bạn. Cửa này là không đụng hàng với nhóm nào. Cái bàn là cái bàn quyền thoại của nhóm hồi đó giờ. Bàn này lên clip hơi bị nhiều nữa nha. Mấy cái clip trước ăn chuột á mà nhóm ngồi cái bàn này nè, ngồi cái cánh cửa. Đây nè. Thấy cũng sạch mà sơ sơ được rồi. Ủa sao tắt lửa vậy? Tắt rồi, sôi cháo đổ đổ qua bánh luôn đi anh chở. Mà nó rút chưa? Nó chưa rút nước mà. Không không sao, vậy đi vậy đổ hết luôn anh luôn. Nè nè nè. Thử với lửa gì đó. Quá hấp dẫn rồi. Trời cái gan nó nhìn đã quá. Nãy em cắt cái khúc khúc nguyên lát dành nè nha. Thôi thưởng cho anh luôn á. Người ta kêu là hỗn á. Ai lớn ăn. Nghĩ làm lớn làm láo phải không? Miền Tây mình thường thường là những cái ngon là tiếp khách là dành cho người lớn tuổi. Ở đây anh Giỏi lớn nhất thì anh Giỏi ăn cháo không mà chứ không ăn thịt. Ăn nà nhắn mà ngon gì mà kêu tôi ăn cháo không ăn thịt là không được đâu ạ. Chanh á. Tôi lấy ngọc lấy chanh đi không? Đậy lên cho nó sôi bột lên các bạn ơi. Kéo ra. Ừ, chăng nhá. Cá không vừa giặt chiếu sao? Chạy lên chơi chạy luôn hả? Quá chịu chơi. Có gió hiu hiu này không có mũi hả anh Giỏi? Nó có mũi mà không bị chích. Đâu ba sao? Giờ rồi. Giờ mới sắp là nó. Muốn là lần lần biết. Ghế anh. Coi nêm nếm gì chưa? Chưa nêm nếm. Rồi chưa có muối phải không? Ăn rồi em ăn rồi. Bỏ nồi trắng này. Trời ơi, dữ lắm thịt các bạn ơi. Từ xưa giờ mình chưa thưởng thức cái món vắn lý do gì nha. Mới biết lần đầu tiên. Thịt dữ lắm anh ơi. Nó còn mắc hơn là con vắn hậu hành đó. Dạ đúng rồi. Thịt không? Anh Tú. Ngọt quá. Ngọt thêm. Ý là bỏ hết đường đó tại thịt vắn nó ngọt rồi. Dặm thêm miếng muối vô. Giờ độ mặn đủ chưa? Muối hơn mắm. Dặm chút xíu. Lát mình ăn mình còn chan miếng mắm nữa mà. Nó mặn quá đâu. Cháo này nó sảy. Rồi bắt đầu dọn chén các bạn ơi. Mưa nó mềm. Không sao đâu. Ngồi đại đó. Bình thường. Gì mới khui khui hàng luôn quá vậy? Khui luôn. Có khui dơ, có khui dơ, chén này có khui dơ. Khui rồi. Rồi hả? Lát để tôi ngồi gần ngồi cháo quá. Ăn nhiều chút xíu. Còn mình để đồ cháo đây ai ăn cái mình múc luôn à. Hỏi cần cái ngoài hả? Con lên rồi có tội chứ. Rồi đi anh. Lấy cây Cái tủ của mình đằng kia kìa, mình lau gì nước mắt mưa rồi. Mình làm chút xíu à, làm nửa lít được rồi, ăn chủ yếu ăn thôi. Thiếu cái ly rồi. Ly với đi đâu? Với ấy đó. Chở à. Vô đây mình xong cung cái hết rồi, ít vậy. Nhiều đủ rồi. Ừ. Thiếu ăn bồi dưỡng ngày mai mình làm clip. Mình biết hên xui rồi, cái này cũng hên xui. Không sao. Nay nữa mình làm món mới nữa ha, anh Giỏi. Là mai mình làm đừng nói trước, không có nói trước mà mai mình làm món đặc biệt. Không biết có thành công mỹ mãn hay không nhưng mà mai mình làm món đặc biệt. Nhìn dễ thương chứ không? Dạ. Giỏi nhìn đẹp trai chứ không? Đẹp ít trai nhiều nó kiểu xong nói. Chào các bạn, mới đầu nhóm ăn cháo nha các bạn. Rồi, rồi đi rồi. Vót cái ly đi ghê vậy. Lỡ vót lại. 5 người đi ra. Em mời mấy anh luôn đi. Anh ba chị ba khỏe anh ba chị ba ơi. Vô với em cái rồi anh ba ơi. Đây chơi ly rượu lớn vậy nè các bạn. Mời các bạn trên kênh 2lúa về ăn cháo gắn dùng với anh em nha. Rồi, chúc sức khỏe anh em buổi tối cũng có lúc nào cũng có niềm vui giống như anh em của nhóm nha. Chào. Cháo nha các bạn. Ăn gắn bự cốt luôn. Ngon quá. Như ăn đi anh. Ăn đi anh. Mình chơi hết đi. Lớn mà thì còn anh với dạ uống rồi. Là nãy tôi uống quá hết dùng rượu nha. Rồi, đã quá. Trời mưa lâm râm, xong mấy anh em ngồi uống nước trà, cái nước da gắn nữa mà. Rồi bàn tính nấu cháo luôn. Này là đúng là tình cờ đó. Ngon mỏi da. Quá dài, cái này phải da tay hay sao mà. Đi ra mình da dữ rồi. Tôi dấn rồi. Đứt không, đứt không? Mệt, kéo sao? Vừa nấu vừa gai nổi. Chết nó lặn lên. Ăn gắn rồi xong về mai chồng gắn quá. Cái da nó về bịch à. Ngon nhưng mà nó hơi dài. Anh Tú lấy kéo lên Tú ơi. Không hỏi, uống luôn hả? Ừ. Bắt luôn hả? Ủi mới được nha. Trời ơi. Cái da nó dày bịch rồi đó. Đồ cái gì vậy rồi? Có. Đó. Đi nhóc. Thôi mấy cái rắn này nha. Nằm sờ sờ lá cắt mới ngon đó. Trời ơi, nó vừa lá cắt á. Nó vừa làm ăn ngán lắm. Đừng nên bụng cái gì. Hốt vừa gì. Ít thôi nhưng mà dạng xào xào lá cắt hoặc là lá găm cũng được đó. Cũng ngon. Cái cháo có đã. Làm vậy? Nóng. Đây húp mới đã. Cái da nó vậy như con hung mà trời. Gai mới ngon đó chứ. Thế. Về hả? Nó giòn. Nó chăng cái gì anh? Hả? Có con bù không? Làm thử miếng rắn thôi bạn ơi. Cảm giác là ăn rắn hay là ăn sợi dây thun nữa. Ngay cạch 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 vậy không? Vậy nó mới ngon à. Chứ da mà nó không ấy là nó không ngon. Da. Vô mấy anh ơi. Bữa nay em xử nó nghe anh Khanh. Tụi em xử rắn anh luôn đó nghe anh Khanh ơi. Bữa nay lại nhà em, anh em nấu cháo làm bậy vài ly. Lúc này trời cũng đang mưa lâm dâm nữa, nhà thì chưa có hoàn thành. Từ bữa đi Trà Vinh giờ không có liên lạc với anh Đệ với anh Khanh, mấy anh khỏe hết. Đâu đi cầm hoài vậy? Em anh cái anh thấy rồi. Cháu đi khuya. Mời anh em cho kênh hết nha. Cũng như anh Tính, đứng có cơ hội về ăn cháo rắn này còn anh Tính này. Này cũng hết luôn hả? Hết luôn á, hết luôn. Anh vô uống rồi vậy? Uống nửa ly à? Vì em lẩu à? Uống nửa ly à? Nửa ly mà sao 4 người? Còn lát gót với người. Đúng rồi, đang uống rồi. Cũng này gót làm hai à? Phải đọc uống. Không uống dài xong, ba sao. Không uống xong đây đây. Ra hai người uống rồi hay là hai người uống rồi thì em rót lại. Hai. Mấy Ngọc. Uống rồi. Mình uống vào mời đi. Ừ. Ha. Dạ, ngon quá. Rồi cháo quá tuyệt vời anh ơi. Đúng ở đây là xúc vô 1-0 đó luôn. Dạ. Lẹ gì? Không rồi đó, em mau lắm. Xúc vô 1-0 chứ rồi. Lúa làm đậu mạnh mau lắm. Cọc cạp là thôi à. Tiêu ớt cũng đã. Cay sức mồ hôi liền hả? Nóng trời lạnh lạnh này cháo mình quá phù hợp. Rồi kêu cháo khuya nè. Quá đã. Lúc nào em ăn cháo là tối ăn xong cái họng thanh xong chứ nó không á. Về ha. Cháu cho giỏi rồi lúa. Em bớt. Đã rồi bạn ơi. Sức ngồi. Cái da đang đã lên rồi. À cái da đúng không? Da mà nó giòn, cái xương nó cứng được, cái da cái thịt nó mới đổi cứng, thịt nó mềm mà cái xương nó cứng. Em anh cái anh Kỳ ơi. Em vẫn hơi to. Miếng tiêu vô, miếng hành vô đây. Có mời cô chú anh chị trên kênh luôn ạ, bạn bè trên kênh của lúa. Dỗ đuổi coi, dỗ đuổi coi. Dỗ kiểu gì má? Sử dụng thấy ghét. Cháo này sổ mũi luôn các bạn, không cả nè. Ăn nóng mà cay nữa mà. Giờ ba thấy rồi hả? Mới uống mà. Mới uống xong uống trà dầm mới đó. Múc cháo không? Rồi ăn trẻ mà xong ở đây. Đi. Để múc cho. Trời ơi, anh em không có đi. Sao không đảo quá trời. Ngày em cùng gì? Đảo quá. Vinh còn mà. Cái này là có người giống như tôi. Còn cháo nóng quá rồi xong mũi. Các em. Kiếm ra xong có cá không? Cá các bạn, cháo nóng nửa đêm rồi ớt, rồi tiêu rồi cay quá. Quá đã các bạn ơi. Có nhiều rồi. Có chút nữa uống ba người, nó đừng có mất. Ba người luôn đó. Đủ mới đã rồi. Đủ đã mà cũng mau sỉnh lắm. Mau kê luôn. Vô Tính ơi, bển gắng cố gắng sắp xếp công việc đi, về chơi với anh em đây. Ảo quá, nước mắt bường. Nãy giờ em không có bỏ miếng xương rồi đó. Nha luôn hả? Nha luôn. Dữ à, đang còn tốt à. Chị yêu xương anh em ăn để bác uống nha luôn nha. Sao không? Lấy không tưởng? Lại nhai xương được luôn mà. Được, mình nướng. Mình là đàn ông mà. Cái đang đúng lúc là không có xương nữa. Khúc nào không xương má. Khúc bị nát xương á. Khúc đuôi nó hơi. Một dòng thịt này nó trắng là nhiều thiệt chứ. Thịt nó ngọt ha. Nó mắc hơn cái ngon hành đó. Mắc tiền không? Người cho nó mấy trăm ngàn ký. Con nói là mình mới bắt lên á, mình làm ăn liền. Rất là ngon, tại mình bỏ con bạch á, nó bớt, nó giảm đi cái phần ngọt của nó. Nó bắt lên là nấu cháo liền nữa, hấp tẩy. Nói chung là cái gì đấy cũng lạnh á, qua đêm mà ăn đúng không? Cá vậy giảm rồi. Qua đông đá là nó giảm ngon rồi. Vì nó về mình bắt được cái gì lên mình ăn liền là lúc nào cũng ngon hơn là mình xử lý qua đêm. Cá lóc lên để lạnh ăn thì nó mở được rồi. Cháu đi uống lời gai thôi. Ừ. Cháu đi uống lời gai thôi. Uống gai còn cóp hoài cũng này cho gai để đó. Để trước má trước mắt là nó ngứa. Hôm nay ăn trái nhựa thì đỡ chứ đá này thôi, nó nóng nó nóng. Ừ, ngon. Bắt trước vừa lúa nhà chưa ta. Không hát nha. Nhưng em cũng còn ok lắm. Ông nha sĩ nó chỉ nhận mỗi lần có một người à, nó nhận nguyên đám được không? 5 người vô được nó mất trời chết. Hai lũ 3 người, hai lũ cô mấy người lũ. Như cái thứ 3 thứ 2 ta. Dạ, thứ 3 không rồi đó. 3-0 hả? Chắc như chắc 5-0 quá. Cái da nó giòn rồi chứ không nó không có ấy, không có đường cứng. Nói đây nè, chuyện chỉ từ đó với cát bụng. Nó đưa tới hoài hả? Đang nhậu mà gót rượu ra mà kêu ăn đi rồi để rượu đó là sao đâu? À, gót ra là phải uống rồi đúng không sao? Để nó không mất. Đúng rồi, giống như bị cay sốt chịu nổi. Quậy lên nó, cháu quậy lên nó, liều dưới đèn chân chứ. Phải bắn nó cái rét của ngoài hết là như vậy. Chút mồ hôi nè. Chạy cảm rồi, đấy em bị cảm rồi. Giờ em chạy ăn đi bị cảm. Tiêu dưới không, tiêu trích nồi nhiều lắm á. Trả ơi con em ơi. Cái đố nó hơi vậy? Các bạn hả? Voilà. Đổ một hồi chừng nha. Nhận thiệt. Trải nghiệm kiểu này mới trải nghiệm lên em. Tại vì mình ở đây có gì bắt mà nó hút cái đó. Ăn uống thoải mái. Thịt nghĩa có mà lại đồ ăn cũng nói chung là không có phong phú dồi dào hết á, nhưng mà đặc sản cây nhà lá vườn, cây nhà lá vườn có gì cũng cái đó. Về đây trải nghiệm vậy nó mới vui. Ớt cay, tiêu cay. Chào nấu nấu hấp vô dắt luôn, ngủ cũng cay luôn. Người gót Miền hết rượu quá. Nên làm như là như thế mình nước cà. Nước cà nó nấu phơi. Trà đá. Không được. Bia rượu mới phê, trà không phê. Đây ngồi chơi xong trời đắng quá. Không làm gì nữa. Phút nữa. Cho được chai nữa, uống hết chai đó ngủ. Căng. Uống hết chai đó căng thiệt. Quá mai chậm trễ clip phải xíu thôi. Để anh ra đây. Làm trước đi. Buổi cháo mà buổi tối mà ăn cháo gì thấy có lỗi với mấy bạn trên kênh quá. Mời các bạn trên kênh nó về ăn cháo với mình. Lần sau đó, ai cũng có cơ hội về đây là anh em trong nhóm 2lúa dẫn cái trải giống nhau, cứ về đây chơi rồi sẽ biết anh em ở kênh 2lúa tận nghĩa là sao. Quê hương của lúa thì không có gì hết á, chỉ có chuột với cá thôi. Nếu mà các bạn thích thì cứ về cứ alo cho lúa. Thì mỗi cái clip á, lúa ý comment á, lúa có để cái địa chỉ cái số điện thoại với cái Zalo với Facebook á. Điện trực tiếp đi. Về nói chung ở lại chơi bằng đêm á mới có trải nghiệm cuộc sống ở buổi tối thì nấu cháo ngon. Ở quê. Rồi, chào các bạn nha. Rồi chào các bạn. Ê, chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối ngon giấc nha. Rồi chúc các bạn ngủ ngon. Chào các bạn nha.